Xin chào tất cả các bạn gần xa. Hôm nay mình sẽ chăm sóc cây mai con. Thời điểm này nè các bạn, đầu năm nè, nói về cây mai rất nhiều công chuyện các bạn. Đối với những cây mai lớn á, thì các bạn con tàn hoặc bứng trồng đó. Còn đối với cây mai nhỏ thì mình phải sắp rễ nè và trồng nè các bạn. Giờ thời điểm nào trồng, giờ khi mình đã chia sẻ đến cho các bạn hai clip trước á, là cái cách trồng và cái cách mình trồng để cho nó có bộ rễ đẹp đó các bạn, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp cho tất cả các bạn chưa biết để mình cùng nhau mình biết cái cách chăm sóc cây mai con như thế nào cho cây nhanh lớn nha các bạn. Thời gian này mình trước khi mình trồng các bạn một tuần rồi, cây hôm nay nó đã ra đột non rồi. Cái cơi non đầu tiên nó rất quan trọng các bạn. Các bạn phải giữ cái cơi non đầu tiên cho nó thật mạnh khỏe, thì những cái cơi còn lại sau á, nó nhờ cái cơi non đầu này nè các bạn, nó mạnh khỏe rồi nó mới nuôi được những cơi sau mạnh theo luôn nha các bạn. Đó, cái cơi non này rất quan trọng. Các bạn nuôi không đạt cái cơi non này mà không đạt là cái bộ rễ nó cũng vẫn yếu nha các bạn. Đó, còn hôm nay mình cách mình chia sẻ cho các bạn như thế nào thì mời các bạn hãy cùng theo chân mình để mà mình cùng nhau trao đổi kinh nghiệm nha các bạn. Học mà các bạn, học hoài, học mãi, không ngừng học mình mới tiến bộ nha các bạn. Nó mình cũng học tất cả anh chị em đi trước thôi các bạn, chứ mình không có biết trong bụng mẹ mình biết ra đâu. Thì mình biết về cây mai chăm sóc như thế nào mà cho cái cây nó tốt á, mình sẽ chia sẻ hỗ trợ đến cho tất cả các bạn yêu thích mai vàng để cùng chăm sóc cho cây nó một ngày hoàn thiện hơn nha các bạn. Khi mình đã biết hết rồi các bạn, như trường lớp của nó mình biết rồi hết trơn á, là từ A đến Z nó chỉ gói gọn quanh quẩn có như thôi. Khi các bạn biết rồi các bạn áp dụng nó rất nhanh, nó cũng như mình đi học bằng lái vậy thôi các bạn. Có bao nhiêu câu hỏi đó thì mình thuộc hết thì nó ok ha các bạn. Rồi mời các bạn theo chân mình đi chăm sóc nha. Đây là những cây lớn. Những cây này mình có chia sẻ đến bạn cái cây trực lắc này nè. Đó. Mình có chia sẻ đến các bạn là cái cách tạo cành nhanh để có bông chơi Tết đó các bạn. Thì vừa rồi nó cũng sẽ có bông mình cho mình chơi Tết rồi. Giờ đầu năm này các bạn. Đầu năm đối với những cây lớn này nè các bạn, một là bứng như hồi nãy mình nói, một là bứng, dời đổi, thay đổi chất trồng gì đó. Hai là con tàn. Đó là đối với cây mai lớn nha các bạn. Mình đang con tàn xong. Đó. Thời gian này nên rất nhiều công chuyện các bạn, không gài mình bận nhiều lắm, cho nên mình cũng không có quên các bạn. Khi mình làm những gì mà có lợi cho cây á thì mình sẽ quay và mình chia sẻ đến cho các bạn. Đó những này nè, mình các bạn thấy nè, những cây lớn á mình sẽ để những cái chòi này, chòi này điện phụ thêm các bạn, phụ cho nó kéo cái nhựa, nó liền cái sẹo này coi nó mới đẹp nha các bạn. Và nó liền qua đây thì nó nuôi cốt chủ này nữa đó, nó hỗ trợ vô. Rồi mình trở về cây mai con nha các bạn. Đây cái cây mai con của mình là đúng một tuần luôn các bạn, là thứ bảy tuần rồi là mình có sắp rễ lại hết trơn mấy cái lô này đó. Giờ hôm nay nó đã đi cơi non hết trơn rồi các bạn. Một tuần khi các bạn sắp rễ á thì các bạn phải tưới dưỡng rễ, hỗ trợ cho nó thêm các bạn, để cho nó có cái lực, cũng như mình bệnh rồi mình phải uống thuốc nghe các bạn. Đây đó, bạn thấy đi cơi non nè, thời điểm này nó đi cơi non như vậy thì mình phải tiến hành xịt sâu bệnh cho nó nha các bạn, không có bỏ được nha. Nó con sâu con bệnh với bệnh đó, nó non nè, nó dễ mắc bệnh dữ lắm các bạn. Cái lá này nè, lúc nào mình không xịt thì không, còn mà khi mình đã xịt rồi là mình phải xịt cho nó đúng cử đàng hoàng nha các bạn. Mình ở đây là mình chia sẻ cho các bạn hết mình. Trong Tết á mình bỏ 2 lần thuốc là lý do ra Tết nè, mình đôn rồi mình sắp rễ rồi mình cũng lại lá nó bỏ đó các bạn.
cho nên mình đã bỏ hai cữ thuốc để cho nó tiết kiệm chi phí và cái công của mình nha các bạn. Bỏ hai cữ thuốc và thời gian này mình sắp rễ xong hết trơn rồi nè. Mình sẽ trở lại chăm sóc cho bộ lá nó đẹp, nó quang hợp mạnh thì cây nó sẽ lớn hơn các bạn. Đó, nhưng mà các bạn muốn cây những cái chòi lá của mình nó đẹp á thì phải dùng phân thuốc. Còn muốn có chòi lá đi nhiều á thì phải lo cho bộ rễ nha các bạn. Cái bộ rễ là cái hàng đầu. Các bạn trồng cây mai là các bạn chú tâm vô cái bộ rễ trước đi. Clip nào mình cũng có chia sẻ các bạn. Đó, mình nói bằng sự thật luôn. Bộ rễ không tốt, không mạnh, làm sao nó nuôi lên được những cái chòi này mà dày đặc, mạnh khỏe được các bạn. Đó, nó đâu có đủ lực đâu mà nó bơm nhựa lên. Đó, lấy nhựa lấy nước. Rồi, cái lô này là nó ra đều hết trơn nha các bạn. Hôm nay mình tiến hành mình phun xịt. Thì phun xịt như thế nào, rồi cái thuốc gì thì mình chia sẻ đến cho các bạn luôn. Các bạn ở địa phương của các bạn á, mà có loại thuốc nào thì các bạn dùng thuốc nấy, ra tiệm bảo vệ thực vật đó các bạn. Đây, thì những cái chòi lá này nè, mình muốn bảo vệ nó tốt, nó khỏe thì các bạn phải quan tâm trước cái bộ đế nha. Đó, các bạn mới trồng hay là mới bứng á là không nên dùng phân tưới nha các bạn. Chỉ tưới thằng dưỡng rễ N3M thôi, hoặc là Autonic này. Đó, nó cũng là thằng phân, phân tăng nhanh nha các bạn. Và nó có hoạt chất là kích thích sinh trưởng, điều hòa sinh trưởng cho cây. Đó, cũng như thuốc bổ vậy các bạn, chứ không phải ăn. Lúc mà mình bứng cây, mình sắp rễ cây này nè, thì cũng như mình bệnh vậy đó. Ăn cơm không được thì phải uống thuốc bổ ha, hỗ trợ. Đó, hỗ trợ cái đề kháng các bạn. Đề kháng mình mạnh mình mới lướt được. Vài hôm sau rồi mới mạnh khỏe rồi mới ăn cơm được từ từ ha. Rồi, bây giờ tới kích rễ xong rồi phải không? Lên tới thằng chòi non. Đó, chòi non thì có mấy thuốc này nè các bạn. Đây, đây là thuốc 4 số 7 tê giác nha. Thuốc nào cũng được, các bạn xài ở địa phương các bạn, thuốc là miếng thuốc sâu, trị sâu và con bọ trĩ là ok các bạn. Đó, này thuốc dưỡng. Đó, giờ không thiếu một phần nữa là thuốc bệnh nha các bạn. Đây, anh cho con hay là cấp 85 gì cũng được, tất cả đều ngon. Nói chung thuốc bệnh thì thuốc nào cũng được hết. Đó, thì theo cái sản phẩm mà mình thích hợp mình xài các bạn. Rồi, còn thời gian nào xịt nè, thời gian này là phun xịt ngon nhất nha các bạn. Đó, cây của các bạn nó vừa để lửa như thế này. Đó các bạn, nó mới ban đầu hiện tượng nó đi tược là như thế này nha. Và dài hôm sau thì nó lớn lên dần dần nha các bạn, nó ra lá. Thì bây giờ các bạn tiến hành phun xịt là ok. Đó, kết hợp bàn thuốc nó vô. Thuốc là kích thích sinh trưởng nè, trị bệnh nè, và thuốc trị sâu nè, bọ trĩ nè. Đó là ba loại nha, sâu bọ trĩ chung. Ba loại đó các bạn xịt theo định kỳ luôn. 15 này mình xịt thì 30 là mình phải xịt nữa nha các bạn. Đó, xịt sâu, bệnh, bọ trĩ. Giờ tới 15 mình xịt nữa là một tháng mình xịt hai cữ á các bạn. Hai cữ. Còn thuốc á, các bạn nên thay đổi luân phiên thuốc nha. Như thí dụ mình xịt 2-3 cữ thằng tê giác 4 số 7 này nè, thì 2-3 cữ sau mình sẽ đổi thuốc sâu và bọ trĩ khác. Nó để con sâu nó lờn thuốc các bạn. Nó lờn thuốc là nó mạnh lên, thế hệ của nó mạnh lên, nó không diệt được nha. Con sâu nó kháng thuốc ghê lắm các bạn. Các bạn phải điều tiết nước cho đều cho cây nha, đừng thiếu các bạn. Nước là ngày nào cũng có. Chiều, nó mình đậy vậy nè, mình chỉ tưới một cữ một các bạn, tưới vào giấc chiều mát, nó tưới cho nó ướt đều cái, xong ha, lên thân,
Đó, cái cách tưới này cũng quan trọng lắm nha các bạn. Lên thân này các bạn tưới kiếm cái vòi á, các bạn xịt cho nó ướt thân hết trơn vậy nè. Thì thời gian này các bạn cái cây nó cần nước lắm các bạn. Bộ rễ nó nhiều khi chưa hồi phục hẳn á thì nó lấy nước lên cũng không kịp nuôi thân nha, mà các bạn phải tiếp. Giấc sáng thì có mùi sương thì ngon rồi, chiều á, chiều nắng khô rồi, các bạn xịt lên thân này nè, xịt nó ra tược rồi cũng xịt luôn á các bạn. Mỗi chiều mỗi xịt, mỗi chiều mỗi xịt, xịt đến khi cái cây nó rất mạnh khỏe luôn thì các bạn nhẹ công rồi. Lọ cây nó mạnh này các bạn đâu có lo nữa các bạn, thấy tinh thần mình nó thoải mái rồi. Mình nhắc lại nghe các bạn, đừng có dùng phân, đợi khi cây này già nè, cây này già xanh lại á, xanh như cây bên đây đó, đây nè, như cây này mình qua đây nói như cây này là ngon nhất luôn nè các bạn. Như cái cây đầu nãy nó đi là cái cây này đúng không các bạn, là cái lá xanh này nè, lá xanh già nó mới đi cây hai nè các bạn thấy chưa đó. Đợi khi cái cây hai này nó già như vậy và nó sắp sửa nó đi cái cây ba đó, nó cũng le lưỡi vậy nè các bạn, nhóm tược nè, thì thời gian đó là các bạn dùng phân được. Ít gì các bạn phải là tưới dưỡng rễ cho nó, nếu mà 10 ngày tưới một lần á thì các bạn tưới 6 lần, lần thứ 7 mới dùng phân. Còn 15 ngày các bạn tưới thì là lần thứ 5 nha các bạn. 15 ngày là 4 lần dưỡng rễ, lần thứ 5 mới gặp phân. Nó là lần thứ 5 là cây của các bạn cây này già luôn nè. Già lên tới trên này ha các bạn. Đó, nó lên nữa nó mới xanh nó già. Là cây tàn tán ngon lành, bộ rễ cũng ngon rồi. Tưới lõn nha các bạn. Thùng vòi tưới nhúm thôi nha. Thùng vòi 10 lít tưới một nhúm phân mộc, quậy cho đều ra chung với dưỡng rễ và tưới. Còn lên thân thì cứ thấy theo cử đi các bạn ha. Trên thân các bạn phải xịt định kỳ 15 ngày là ngon nhất. Như cái clip trước mình cũng có nói đó các bạn, 15 ngày thí dụ như cái cây này bữa nay các bạn xịt nè, 15 ngày sau nó sẽ chuyển sang màu già như vậy. Đó là các bạn xịt thêm một cử nữa ha. Và tới 15 ngày kế nữa đó là ngày thứ 30 đó các bạn, nó sẽ đi cơ y vậy luôn, không chạy đường nào hết trơn các bạn. Là các bạn tiếp thuốc sâu bỏ chỉ đều vô là ngay thời điểm đó luôn đó. Cho nên cái xài phân thuốc á, mình kinh nghiệm mấy năm nay mình đúc kết ra 10 ngày thì nó cận lắm các bạn, nó tốn thuốc mình dữ lắm. Thời gian cách ly thuốc là 15 ngày là ngon, bảo đảm bạn. Các bạn xịt đi là quanh năm suốt tháng, tới tháng 9, tháng 10 tới lớp lại lá bỏ thì mình ngưng được hai cử nha các bạn, là được một tháng. Tháng cận Tết là mình ngưng không xài phân thuốc đó, còn nhiều là mình xài tới luôn nha các bạn. Còn cái thuốc á, thì mình phải luân phiên nha, thay đổi các bạn, xài này vài cử thì xài kia vài cử đó, để cho nó những con sâu con bọ chỉ nó không bị kháng thuốc. Nó cái cây của các bạn nó mới mạnh. Và cái thuốc kích rễ luôn nữa, thuốc kích rễ đó các bạn. Đợt này thì mình xài thí dụ như mình xài N3M 2-3 cử đi đó, còn lại 2-3 cử sau mình xài Atonic là ngon đó. Nó có hoạt chất khác nhau một tí, cũng đồng thời là dưỡng rễ và kích rễ, nhưng có Atonic nó có cái hoạt chất là điều hòa sinh trưởng, cho nên mình mới xen canh với nhau vậy đó các bạn. Xen vô cử này cử kia cũng được, cử Atonic cử N3M cũng được. Nhưng gặp trường hợp á, là các bạn mới trồng á, thì buộc lòng các bạn phải tưới N3M trước, là do nó ra rễ đó. Còn thằng Atonic thì nó là dưỡng rễ và điều hòa sinh trưởng, nó ra rễ rồi thì nó mới dưỡng, chứ chưa ra rễ dưỡng gì bạn ha. Chưa có rễ mình đâu có dưỡng được, mình phải trạo cho nó có rễ trước rồi mình chen Atonic vô, cái bắt đầu đảo ngược lại N3M nữa, hoặc là N3M 2 cử tới thằng Atonic cử đó. Rồi thì mình chia sẻ các bạn thuốc sâu hết trơn đó, giờ mình đi xịt nha các bạn. Xịt ướt thân hết nha các bạn, xịt tán lá, nhất là những tán lá này nè đó, các bạn xịt ở dưới hoặc xịt ở trên, chùm lên chùm xuống như đó
thì vì con sâu đó các bạn, nó trốn nha. Đó. Cái này mình xịt vô chắc sáng sớm nha các bạn. Thời gian này con sâu con bọ nó cũng ra nó phơi nắng nha các bạn. Nó sẽ tiếp ánh nắng để nó hấp thụ cơ thể nó. Thì các bạn canh giờ chừng 7 giờ các bạn xịt là ngon lành, 7 giờ sáng nha các bạn. Đó, mình sẽ thì theo tình huống mà mình xịt buổi sáng hoặc buổi chiều các bạn. Không phải có thời gian nào cũng mình xịt buổi chiều không là không có đúng nha. Đó, mình chia sẻ đến các bạn thì hết lòng bằng nhiệt huyết của mình. Mình làm sao có sao mình chia sẻ như vậy. Các bạn nào có thương mình thì hãy cho mình một like và một chia sẻ nha các bạn. Và đừng quên một đăng ký để mình có nhiều điều kiện. Nhiều điều kiện để chia sẻ đến cho tất cả các bạn nữa. Ít nhiều gì mình cũng được gần 600 cô chú anh chị đã ủng hộ mình và thương mình, đăng ký ủng hộ. Mình rất cảm ơn. Còn bây giờ không để mất thời gian của các bạn nữa. Thì các bạn cứ phun xịt như mình đi. Đó, cái hoạt chất này nó có thằng Atonic đó các bạn. Bạn xịt gốc luôn. Xịt cho ướt gốc luôn. Trên xịt dưới tưới cũng được, không sao hết. Còn trên cái phần thân á phải xịt là trên, rồi dưới xịt lên ha các bạn. Con bọ chỉ nó rất nhỏ, nó trốn mình không thấy đâu các bạn. Xịt bảo đảm ướt cái thân hết. Xịt nhỏ giọt nhiễu đàng hoàng. Cho nó ướt hết trơn vậy nè. Nó mới đảm bảo được nha các bạn. Rồi, còn bây giờ mình xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Mình xin chúc tất cả các bạn yêu mai vàng được trồng cây nhanh lớn, để sau này mình có một vườn mai nho nhỏ mình vì đam mê ha các bạn. Đó, thú vui là một. Sau này cũng có kinh tế cũng có nha các bạn. Mai thị trường giờ chút xíu nặng này cũng 4-5 ngàn cây rồi các bạn. Đó, rồi các bạn trồng lớn lên thì có tiền nhiều thôi. Còn tiền nhiều tiền ít bao nhiêu thì tới chừng đó mới biết ha các bạn. Cây đẹp cây xấu thì đế đẹp đế xấu, giống này giống kia nó nhiều lắm các bạn ơi. Rồi, còn bây giờ mình xin chào các bạn nha.